Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay là thứ bảy, cũng như hàng tuần thì thứ bảy mình sẽ live stream một máy trên GitHub. Thì máy hôm nay mình hiện live stream có tên là Corrosion Station 2. Rồi, ok. Ta cùng xem máy này có thông tin gì để khai thác nhá. Rồi, bước đầu tiên của mỗi quá trình khai thác thì chúng ta hay làm gì? Để chúng ta phải thu thông tin, đúng không? Đó, ARP scan GL. Rồi, ok. Mình thu thập được IP là 10.10.28, là máy victim. Sau đó, sau khi bị victim rồi, mình sẽ tiến hành các cổng, tìm các cổng dịch vụ và thu thông tin các dịch vụ, đúng không? Mười chấm mười chấm hai tám. Ok, chờ một tí nhé, xem thế nào nhé. Ok, sau khi mình quét đây, mình phát hiện rất nhiều cổng đúng không? Cổng phải đóng cả lâu có cổng 80 mở này. Hai đóng này 80 mà. Các dịch vụ khác rất nhiều. 80 22 đó, ok. Mình vào cổng web xem nào đã. 22 đóng cơ này, 22 bị cờ lâu này. Thấy không? Hai cờ lâu. Rồi mình cứ vào thác vào cổng web xem gì đã. Rồi Firefox. Trong khi trước khi vào cổng web thì mình cứ dùng chờ thị chờ web vào web đã. Vào web xem nào. 10.10 28. Ok. Web này có vẻ nó phải cần một hotname gì đó, đây là WordPress đấy. Xem có hotname domain nào không. Đây, hotname của chúng ta có là Gecko gì đó đúng không? Đây, cho ta thêm cái hotname đây nhá. Đó, name đây thấy không? Đấy. Cô. Đấy. Công ty thì đây, với cô trong cô tech.ini. Đấy, hot name đây. Mình kích thử đây nha, vì không có đúng không? Mình sẽ phải thêm cái này. Đó, hot name. Host. Xóa cái cũ đi. Lưu lại. Rồi. Còn lại nhá. Đó, ok. Đây là mã nguồn của chúng nó, của nó. Đây, qua lại web. Rồi, ok. Website của họ. Và tại đây. Trong quần COVID-19 gì đó. Ok. Xem tiếp đây có gì nào. 8080 có đóng không, hiện tại nó đang đóng đúng không, thì làm áp lại này. Tám không 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 mình thử nhé, hiện tại là không connect được. Đó. Chờ thôi. Bài này giúp mọi người một chút tên nhé. Tên là version sơ cơ, không phải mình để chấm tên đấy. Đây, version sơ, version T. Ok. Thì như này cổng thông không có gì này. Cổng 28 đây, version C. Tiếp tục khai thác xem là có gì nhé. Chúng ta sẽ dùng vụ dò quét web. Dò quét ở đây là có dùng dịch vụ Sampa này. Đây. Ví dụ chia sẻ file các kiểu 143 file mail. Đây 45 xe phá kiểu này. Mình sẽ dùng công cụ để tìm hiểu E5 4 Linux. Đấy, để chúng ta xem nó có cái gì chia sẻ ra chúng ta nhé. Chấm 28. Chấm 28. Chờ tí xem cho tôi tin gì. Ok, sau quét xong em 4 Linux rồi, quét rất nhiều đúng không? Chợ không biết có cái gì đây. Đây, có cái thư mục Sara Public được chia sẻ full public ở đây chúng ta nhé. Ok, bây giờ mình sẽ dùng công cụ SNB client để mình truy cập tới vì nó public mà. Client tới 10.10.28
Công cụ chúng ta sẽ sử dụng SVK lần. Xóa xóa cái đường dẫn đấy nhá. Xóa cái file chúng ta muốn đến. Ở đây chúng ta thấy nó có là nhiều đấy cái đó. Rồi, file ta muốn tới là gì đây? Sara public. Ok, copy. Đấy. Rốt một số rốt của chúng ta ấy. Rồi đi rồi mình ghép tất cả thư mục này, file này về có gì nhá, ghép này từng file một về thì ghép hai file liên tục được không? Đây là hình như thư mục hay sao ấy. Directory copy save. Xin thử cái file về nào. Đấy. Đâu rồi? Hình như được với file đây, tại error nó cũng có này. À, không có TXT rồi. Ok. Thế thì ghép từng file một vậy. Rồi ghép USCC có từng file một nhá. Rồi ghép geo.zip ghép cognac ghép blurp.txt ghép từng file một same p đây thư mục à. Rồi thì sao đi? Get profile txt. Rồi, mình thử xem là cd thử xem. Đâu? Page này. Tia. À, đây là đường link website thôi, không có gì về đường link website. Thử xem nhé. Copy. Tier. Ok. Đấy, robot txt tin phải sai. CS ngôn ngữ ok. Không có gì cả, đúng không? Ok. Cái này cũng cần thiết. Rồi ok. Mình thử cắt từng file một là EA with series. Series. Ok, mình sẽ đây là một user hay là gì đó. Thì có nốt lại thông tin đã. Thông tin đầu tiên nó cho ta thấy tôi là series. Series có thể đây là tên user này. À, series tiếp theo cắt txt cũng thế cả đúng không? Rồi cộng file gì đây? Cắt cái file ESC đúng không? ESC. Ok, đây là quận văn bản rất dài đúng không? Tham gia tập nè. Ok. Accept right. Không có gì cả. Cắt tiếp. Xem mà có gì nào. Cô cùng gà nát. Cô gà nát đúng không? Cô gà nát. Có gắn nát à, thì thư mục Robotech à, không có gì cả. Đây cho gọi password là một từ pass set up nó xe có nhạy cảm. Ok, không có gì đặc sắc ở đây cả.
Rồi tiếp theo thì xem nào. Profile. Cap cái profile này. Rất nhiều thông tin trong profile này. Milan cái kiểu đây là một cái tổ chức ở đâu đó. Không thấy gì cả. Bảo vệ. Không nhận cả. Okay, từ rất nhiều tệp file này mình sẽ cho một cái file bất kỳ nhé. Mình tạo một cái kia cái từ web đi. Đấy, thế xong rồi mình sẽ một vi những cái file mình vừa tìm như profile này rồi en đó tt và gì đó group đúng không, và cái file mình vừa đọc kia c đây rồi vào web rồi cd web mình sẽ tạo ra một cái hệ các cái từ điển, thử xem từ từ điển theo từ điển từ cái từ word ta thu thập được để thử crack cái file này, cái file zip này này, bởi vì nó có mật khẩu mà đây này, unzip cái file file zip của chúng ta này, cái file tại file zip rồi. GeoZip đúng không? Này ăn GeoZip. Nó đã cần mật khẩu đúng không? Đó, ok. Rồi thì mình sẽ cd vào thư mục này. Mình sẽ tạo mật khẩu từ cái từ điển này đúng không? Mình sẽ tạo công cụ Python. Trừ m http.server 8080 đã thu này. 3. Rồi ok, mình sẽ tạo từ điển bằng công cụ shell nhé. Sale đấy, thì cắt các từ từ trong file ra tầm từ không web xóa từng file một ở đây có gì đâu, nghĩa là bắp đi cho cái file file output mình ghi ra là một file từ điển đi path.txt đi, cắt từng file một chờ tí missing url. Ok mình làm tương tự nhé, rồi profile rồi ok mình sẽ có ba bát. Từ từ đợi là một phút, cái lệnh này là bắt vốn đi. Rồi mình sẽ có bốn bát, mình sẽ có bốn bát đấy. Mình sẽ dùng công cụ ép crack, có không có công cụ zip crack ấy, mình công cụ zip hai zone để vào công cụ thứ gì, công cụ chúng ta là gì, công cụ cái file geo của chúng ta chấm zip ra một file hash một đi. Hai chủ zip đi. Ok,
Mình tiếp tục có cụ zone zipper. Xem đây có zone không. Này sọc zone. Xem bỏ đi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng câu lệnh gì sọc zone. Zone này sọc runs no zone trừ h. Ok rồi trừ trừ của lít dụ như pass 1 đi pass 1. Đó, xem là có những gì nào. Đấy. Ok, có pass này. Ủa, sao? Đây đây đây. Có pass này. Đấy. Pass 2, pass 3, pass 4. Rồi. Pass chụp TXT. Zone zip đúng không? Là hát zip. Không có đúng không? Phát 2. Không có gì. Phát 3. Ok, phát 3 mình thì là mật khẩu. Đây rồi. Rất là dễ dàng là mật khẩu phát 3 của zip đúng không? Ví dụ ở đây. Rồi, phát 3 mật khẩu đây. C trên cái đi. Rồi. Unzip. Co. Zip. Rồi ok, mình có mấy cái file ở ngoài đấy. Co. Đấy. Đây có mấy file trình triệt và BDX BDX cắt thử cái path limit nó có gì không. Chúng ta có name Coresius gì đó ở đây. Đấy, về đây đã. À, file px đúng không? Mình sẽ vào web xem có gì nè. Co open folder. Không biết thử qua gì. Chạy hết rồi, cố gắng. Bạn nghĩ là cố gắng, ok. Tiếp tục mình thử mở file này ra được không? Trình chiếu không mở được, không có trình chiếu đúng không? Copy. Copy ở đây mình có user Javin gì đó ở đây này. Chiếu đây có gì nào? Không có gì đặc sắc ngoài thông tin tác giả ở đây. Giovanni Petroni. Không. Cái lúc mà mình nói mật khẩu bao gồm có gì? Name và Coresius. Nó tên của Coresius đúng không? Mật khẩu cần nhớ trong cái file chúng ta vừa thấy ấy. Đây này, cái file path remainder cần nhớ. Còn name, tên này và Coresius tức là cái nhiệt độ Celsius. Đấy. Thì trong cái Excel chúng ta đây có tên đây. Đấy. Giovanni là tên này, họ này. Đấy, tên đây. Đấy, Giovanni này. Xin lỗi mọi người. C cancel C chúng ta sẽ có một cái đây Giovanni có tên chứ thường thôi Giovanni là tên đúng không gạch chân cái điều ta muốn tiếp theo là Prius tức là đây là gì Surica gì đó đây favorite color như chúng ta vừa nói trong cái đây color Sirius địa chỉ địa danh các kiểu ấy, vị trí địa chỉ các kiểu ở đây nó có luôn này ở đâu picture của Surica 130 đó thì đó chính là cái mật khẩu cần nhớ này đó. Suzuka đấy, đây rồi ok đấy đó chính là cái giá trị mà cái điều nó
cái gợi ý mà chúng ta họ nói chúng ta trong cái bài ấy. Đây cái gì này đó, ok chỉ là cái điểm khảo này đúng không? Ok, thì một chút về lưu ý các bạn ý nhá, thì ở đây có gì name core red core red là giá trị này này, giá trị core red số k là giá trị số ở sau cơ đấy, nên nhớ một chút về đấy đó. Ok, còn phần user về tại user của silly này một cái, ngoài ra lúc mà các bạn để ý không, từ cái hồi mà chúng ta quét cổng này có cổng 22 là cổng 222 cổng dịch vụ web này, còn một cái nữa là cái username lúc mà dò quét ấy có cái username đấy, thấy cái username ở đây là gì không, đây tại sao không thấy gì cả, membership kia rồi đấy. Ngoài thư mục folder chúng ta chỉ cập được, chúng ta sẽ thu thêm tất cả thông tin gì, no username bây giờ mình sẽ thử công cụ dò quét user đúng không, mật khẩu thì có rồi, bây giờ chúng ta tìm user ngoài CD tìm thêm có user nào không đấy, có công cụ n5 của Linux ấy, đây n5 của Linux đâu rồi, thêm option chúng ta nữa chữ u đấy. Cho thêm một tí nữa nhé, xem ta tìm thêm user nữa khác không. Ok, ở đây mình tìm thêm một số thông tin nữa trên website, có Quinin và Sara, Queen Sara, Quinin này, Quinin và Sara, thêm một thông tin nữa đây, Quinin và Sara, mình nốt lại nhé, hai thông tin này, Quinin, đây được user và comment, này. Quinin và Sara và Quy đó. Ok, mình sẽ đăng nhập thử với hai user này nhá. Đầu tiên là Quy đi, em được không? SH nhớ cái port chúng ta vừa tìm thấy ngoài không có 22 thì mình đã map lại. PN chữ PP P10.10.28 vì port 22 đóng rồi. Đấy, rồi gọi chữ chữ PV. Cover tất cả cọc đi. Xem tiền ra gì không? Click cover là cổng này đang mở này. 22 ok, chọn luôn. Mình SH thôi. Thử SH đầu tiên với user Queenie. Copy. Queenie a cộng 10.10.28 chữ P222. Ok, yes. Mật khẩu thử từ user 1 đây. Mật khẩu chúng ta đây. Đây phải viết hoa một chút. Giờ Suruka thử để đúng giá trị này. Đây thì thường đúng không? Ok, được này. Ok, thành công rồi. Thế là thành công rồi. Mình đã nhập thành công. Query ở đây kia chắc không có đâu. Ok, mình có mấy thông tin ở đây. Đó, cat local. Rồi các thư reminder có gì nào, ở đây là thông tin thôi, thư các kiểu gửi của query. Ok, mình thử lại sudo ql này. Ok, euroroot có thể được không cần một dòng mật khẩu với euroroot để dùng lệnh system start các cái dịch vụ nugget này vào thư mục chạy cái gì đó trong thuộc home sara home của user nào nào Sara giờ đúng không? Có cắt được qua nick không? Ok, I rui. Ok, có quyền thực thi ở trên thêm một private CD. Không được. Ok, CD public có gì nào?
ok, Republic ok, gió ok. À, ok, query này nó có một số quyền, nếu được dùng không root của mật khẩu đi tắt nó tích các kiểu ok này, ngon đấy. À, vì cho biết nó có chạy chương trình này rồi, mình sẽ thử xem tiến trình nó chạy như nào nhá. Để làm gì, mình sẽ vào TP, mình sẽ thực hiện làm gì. Mình ở đây mình có một cái thư mục là upload, trong này có một thư mục là PHP64 này, mình sẽ hiểu tiến trình chạy ở đây là gì, đúng không? Mình tải kia http.server rồi mình sẽ ghét lên đây thì mình chạy thử tiến trình. Rồi. Rồi. Rồi, set mode topic PHP 64. PHP 64 xem tiến trình nó chạy như nào nào. Rồi xong rồi. Xem có chương trình nào chạy. Ok chạy. Mail rất nhiều dịch vụ nó thích cả chạy này. Mail chạy này. Chạy cái ô tô thì đợi chạy. Chú thấy đây nó có chạy một tiến trình thì đó nó còn tiếp TB lắng nghe đến địa chỉ 69 được tạo ra cái file private. Đấy, TB listen. Ok, mình thử check kiểm tra xem cổng 69 này có mở không. CSU CUP 69 10.10.28. Ok, đang mở đây nhưng mà đang bị filter, tức là lọc chặn. Ok. Đây có mật khẩu truy vấn các kiểu đấy. Mình sẽ thử TFTP có TFTP. Rồi đến 10 10.10.28. À được rồi. Tia. Như chúng ta lúc chạy vừa rồi nó có một cái lệnh là gì? Đâu rồi? Home private có một cái file chúng ta hay để ý ấy. Đây. Cái corner này. Đó, mình sẽ get cái file này em như nào nhé. Copy get. Ok. Sẽ có được thư file rồi. Mình quay đây. Này mình đọc. Ok, đây là một file pin path để tạo ra public test trong này. Thế trong file. Ok, mình sẽ lợi dụng file này để mình làm gì? Mình sẽ đẩy vào đây đoạn reverse shell để gọi đến máy máy Kali chúng ta nhé. Đây, lên mạng mình search một đoạn reverse shell. Cheat sheet. Nhiều luôn. Reverse shell, cheat sheet. Lấy luôn của Python đây, nhiều luôn. Mình đẩy vào đấy. Rất nhiều đoạn. Thử đơn giản đi. Đây, cái này sẽ như nào? Path y nhiều lệnh luôn, nếu nó có Python thì nó dùng Python, không thì thôi. Hoặc Netcat không thôi thì mình dùng cái này. Hoặc là đây, lệnh này. Ví dụ lệnh này đi chẳng hạn. Lệnh này hay phổ thông các đấy, thử nhá. Quay về địa chỉ quyết Kali chúng ta. Rồi, bên này thì mật cọc lắng nghe.
Bây giờ theo get lên put cái file ta tải về bên này. Rồi, send file thành công. Chạy lại thử cái chương trình này như nào nhé. Em có chạy không? Chạy. Xem là chạy. Hay chạy luôn. Chạy luôn. Thế chứ. Chưa có gì cả. Còn thằng nghe video direct kiểu chơi kết nối gì sudo to suộc home Sarah này private đây sau đó mình chạy luôn lệnh này ok thành công ấy thành công ok rồi lsl cd short road lsl ok cát thôi group ok thành công correction đó đó chưa thành công. Sau bài này thì ta thu học được cái gì, chúng ta biết được cách tìm lỗ hỏng trên thư cục n5 thông tin qua lỗ hỏng của SFP, rồi các cái việc tìm các lỗ hỏng liên quan đến các dịch vụ TFTP này, chuyển file kiểu này, phân quyền này, không an toàn này, để lại file nhạy cảm chúng ta có thể thu thông tin đó được, quét được cái mật khẩu giải nén các kiểu. Ok, cảm ơn mọi người. Thì video lần này đến đây hết. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn sau.